Hello, nông dân xin chào các bạn. Mình hôm nay dịch đã đi ra ngoài không được, mình ở nhà. Bây giờ là mình sửa cần câu, làm cần đồ cho các bạn xem và giao lưu, rồi chuẩn bị hết dịch rồi lại đi câu. Bữa các bạn có tham khảo là để cắt cột giết con à các bạn ạ. À? Sẵn bên đây là nó hết dịch rồi là mình làm dí cho các bạn xem. Đây, dàn dí cần đây các bạn. Rồi, về miếng mút như thế nào. Rồi các bạn nhớ theo dõi mình làm nha các bạn. Miếng mút đó là... Đây các bạn ơi, miếng mút mình cắt. Mình cái cây sắt như thế này nè các bạn. Mình hơi lửa nó đỏ cái phần này, xong rồi là mình chọt cho nó thủng qua. Là xong, ngang. Cái đó là cái phần miếng mút. Rồi mình nhét vậy còn như thế này thôi chứ cái gì đâu. Bữa đó các bạn là nói bằng cách nào đó là nhét vào như vậy nha. Cần nó là vậy nè, rồi mình nhét thì mình sẽ tại vì tháo vô tháo ra được các bạn đó, cái cách nhét mút như vậy nha. Rồi bây giờ là các bạn theo dõi mình làm dí. Cái đây là bây giờ mình trước tiên là mình làm cái dí cần con cái dìa trước nha các bạn. Mình làm cần dí cái dìa. Cần dí cái dìa thì cái đọt này nó dài chứ mà bây giờ mình cắt ngắn rồi. Cái đọt này nó là 1,5 mét mà mình cắt bỏ hết 5 tấc còn có 1 mét thôi. Rồi, dí đây là dí con cái dìa. Nó to hơn. Nó 140. Các bạn theo dõi mình làm. Rồi các bạn vòng vô này hai vòng vậy nè nha. Rồi trò xỏ vô lấy cái dế này các bạn xỏ vô rồi các bạn thắt thôi, có gì đâu, nó cũng đơn giản. Đây cái dế là tùy theo kích cỡ của cái dế nha các bạn, từng loại dế, ví dụ như dế to dế nhỏ thì các bạn làm dài ngắn nó khác nhau nha, chứ nó không có giống nhau được, cứ đó là tùy theo sở thích của các bạn. Ví dụ như cái dế mà 140 thì cái đoạn đây nó dài bao nhiêu phân, còn cái dế 100 như thế này thì nó sẽ ngắn hơn bao nhiêu phân, thì đó là tùy theo nha. Chứ tùy theo là mình câu nó, dế to là mình câu con cái dìa, còn dế nhỏ là mình câu con cái giò. Đó, như thế này nó sẽ cố định. Các bạn quấn 2-3 vòng rồi bạn ong lại đường này và nó sẽ cứng thôi nha các bạn. Rồi bạn vào các bạn quay cho thiệt nhạc, quay xích với nhau luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là mình buộc đã xong như thế này các bạn, nó sẽ buộc kín như thế này nha các bạn. Rồi bạn thắt cái phần này lại nè đó, cho nó khỏi chạy cái phần này ra, bắt các bạn ong lại. Rồi các bạn chỉnh cái phần đây cho nó thẳng với nhau. Cái phần đây nè cho nó thẳng với nhau. Mà các bạn cột, các bạn phải buộc phải có keo nha các bạn. Nếu mà các bạn mà không có keo á thì các bạn giật cái này nó sẽ xịt lên xịt xuống là cái lực của nó không có nha các bạn. Cái đực, nếu mà cái dế các bạn buộc thì các bạn phải thay keo. Nếu không thay keo là các bạn giật nó không có lực. Mình đã thí điểm rồi nha. Rồi thì keo các bạn chỉnh sửa cho nó thẳng như thế nó đường này, rồi là các bạn chỉ nhỏ keo thôi. Rồi nó đã xong, hoàn thành cái dí con cái dây. Đây là dí cái gì à? Rồi bây giờ tới dí con cái giò là mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Rồi bây giờ là mình làm dí cái giò nha. Bây giờ là mình con cái giò là cái đột nó nhỏ hơn con cái dìa một xíu, dùng cách bỏ phần này. Rồi. Còn con cái dìa là cái giò này nó dài 2 mét nha các bạn.
Rồi cái dí này là cái dí con cá giò, nó chỉ có 100 thôi nha các bạn. Rồi đây là dí cá giò nè các bạn. Dí đây là chỉ có một cước 100 thôi nha các bạn. Rồi các bạn, trước khi các bạn nhả keo cũng vậy thôi, các bạn chỉnh cái phần này cho nó thẳng với nhau. Nếu không nhả keo thì cũng được chứ không phải không nha các bạn, mà không nhả keo thì các bạn giật nó nhiều ngày nó sẽ cái đây này nó sẽ xịt lên xịt xuống, thành ra là nhiều lúc mình giật con cá lên là nó sẽ xịt cái này, thành ra buộc các bạn phải nhả keo. Còn nếu mà các bạn thay thì các bạn cắt cái phần này ra là các bạn dẫn nó ra thôi, keo nó cũng không có đến nỗi là nó khó gỡ đâu các bạn, nó cũng dễ. Rồi đây là xong phần cái dí con cái giò. Cái giò nó là nếu như các bạn nào mà mình mới tập câu là mình câu dí cỡ 100-120 đổ lại, còn mà mấy anh chuyên nghiệp là ảnh câu là có thể dí 80 luôn các bạn, mắt ảnh kinh nghiệm hơn là ảnh câu dí nhỏ nó nhạy, cái độ nhạy của ảnh tinh vi hơn, thành ra là nó nhậm. Còn mình là mới tập câu là mình câu dí nó hơi lớn lớn một xíu đó, nó khác nhau ở chỗ đó nha. Chứ các bạn chuyên nghiệp rồi là các bạn làm dí nó nhỏ hơn cũng không đẹp. Rồi tới bây giờ là mình sẽ đánh dí cho các bạn xem, cước đây là cước 100 mình đánh dí cái giò luôn. Các bạn lấy hai chiếc đũa các bạn ạ, các bạn buộc lại xong rồi các bạn xe như thế này nha, lấy hai chiếc đũa đây, rồi các bạn dùng một cái ống như thế này, các bạn lồng vào đây, các bạn quay cho nó cảm thấy lúc này nó săn nó cứng thì thôi. Rồi mình quay để nó cứng như thế này các bạn, tùy theo cái cọng nó dài hay cọng ngắn, như cái đây là đoạn như thế này là mình quay 100 vòng rồi các bạn. Rồi các bạn dùng cái này các bạn cho nó chạy. Rồi nó chạy ra như thế này, xong rồi các bạn xoắn thêm. Rồi mình đã đánh xong như thế này, bây giờ là mình dùng cái thùng quẹt các bạn ạ, mình hơ cho nó, mình đốt cho nó đứt cái phần này ra. Các bạn đừng có kéo nha, các bạn hơ từ từ cho nó đứt, các bạn đừng có kéo, kéo nó sẽ bung nha các bạn. Quẹt hết ghe rồi, à, nó ra cái phần này, nha, nó ra như thế này. Rồi cái phần này là các bạn dùng chỉ đỏ nha các bạn, cái đầu dế này các bạn dùng chỉ đỏ nha. Các bạn dùng chỉ đỏ các bạn quấn cho mình để cho nó thấy màu, chứ dế mà không có chỉ đỏ là nó đầu dế mà nó không có chỉ đỏ như thế này là nó sẽ các bạn câu không thấy ngõ, nó ké nó nhẹ nhẹ đó nha, đỏ hoặc đen nha các bạn, chỉ đỏ hoặc chỉ đen, chứ mà là chỉ đỏ là nó phản xạ hơn là chỉ đen, tại vì cái mặt nước biển nó đã màu trắng rồi các bạn ạ, mà các bạn nó cái cọng cước này màu trắng nữa là nó nhảy nó không có thấy, buộc các bạn phải làm chỉ đỏ. Rồi vậy là để hoàn thành xong cái dế về phần thao tác cột dế và làm dế như thế này. Các bạn nào mà xem qua cái clip của nông dân, các bạn chưa có đăng ký kênh là các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho nông dân, nhớ cho nông dân một like nha. Rồi đây là phần dí nè các bạn, đây mà dí đây là dí con cá giò thôi nha các bạn, mình đây đang đánh dí cá giò, dí đây 100 nè. Đây các bạn, thứ tự từ trái sang phải nha, là cái dí này là cái dí 80 nha, cái dí này là cái dí 100, cước 100 á, cái dế này là cước 120,
cái dế này là cứ 140. Thì nó bốn loại dế này, hai cái này là dùng câu cái giò, hai cái này dùng câu cái dìa. Thì cái sở thích của mỗi người, ví dụ như các bạn làm một cái dế nhỏ như thế này thì các bạn muốn mạnh á thì các bạn buộc ngắn lại cái phần này, buộc ngắn lại là nó mạnh. Nếu các bạn muốn yếu là các bạn buộc dài ra thì nó yếu thôi. Cứ cái vậy là các bạn làm, chứ không nhất thiết là các bạn mình phải nói về theo thước tấc. Thì mình cứ tận dụng mình làm. Ví dụ như một cái dế như thế này, các bạn muốn cái dế nó mà nó yếu thì các bạn buộc cho nó dài cái phần này ra thì nó sẽ yếu. Nếu như các bạn muốn nó cứng một xíu thì các bạn buộc ngắn lại dày thì nó cứng thôi. Đó là về phần cái cách như vậy. Đó, đây là mình làm cái dế này là 10 phân nè. Chiều từ đây qua đây 10 phân. Mình có cái dấu như thế này các bạn. Rồi mình đây là mình bể như thế này. Rồi bây giờ là mình tốt cái dế con cái dìa. Tiếp tục phần dế cái dìa. Đây. Bước đầu là các bạn thắt cho mình cái thòng lọng như thế này. Rồi các bạn qua vô đây hai vòng. Đúng không? Rồi các bạn lấy cái phần này các bạn xỏ vô trong này. À. Các bạn quấn thêm cho mình là hai vòng nữa là chạy 4 vòng các bạn. 1 vòng. 2 vòng, nó để thành 4 vòng vậy nha các bạn. Nó sẽ thành 4 vòng như thế này. Rồi các bạn sẽ âm lại cái phần này lại nè. Các bạn âm lại nha. Các bạn âm cái phần này lại cho nó khỏi chạy nha. Phần này các bạn âm lại. Trước cái đầu dế các bạn phải âm lại. Rồi. Rồi các bạn quấn cho nó thiệt đều với nhau. Thiệt chặt nha các bạn. Các bạn dùng cước cỡ 5 chấm là các bạn buộc lại được rồi. Rồi, nó để xong như thế này. Rồi các bạn khóa lại. Các bạn làm một cái vòng như thế này. Các bạn làm cái vòng dày. Các bạn đút vô đây. Rồi tiếp cái nữa. Rồi các bạn khó coi chừng 2-3 cái vậy là nó sẽ cứng thôi. Rồi trước khi mà xong rồi thì nó sẽ bị, nếu mà không điều nó xéo như thế này, các bạn mà để giờ các bạn thay keo thì nó sẽ xéo cái dế và nó xấu cái dế nha các bạn. Các bạn sẽ chỉnh lại. Các bạn sẽ bể cho nó bằng lại, cho nó thẳng góc với nhau như thế này. Các bạn nhìn thấy nó thẳng theo cái đột cần rồi. Đó, như thế này. Rồi các bạn lúc này các bạn mới nhỏ keo là sâu nha các bạn. Nếu mà nó thẳng rồi là các bạn nhỏ keo là ok. Rồi, để hoàn thành cái dế thứ ba. Rồi nông dân chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.